Bây giờ thì chúng tôi xin được điểm qua các bộ phim vừa ra mắt tại các rạp. Thì sau những ngày chiếu Sneak Show thì bộ phim Ngày Siêu Dễ cũng đã chính thức ra rạp rồi, và doanh thu của bộ phim hiện giờ thì cũng khá là an toàn rồi. Chắc chắn là sau dịp lễ bộ phim cũng sẽ lời, nhưng mà ít hay nhiều thì lúc đó thì mới có thể biết được. Còn bây giờ thì sẽ là những cái bộ phim mới toanh, trong đó có một tác phẩm của điện ảnh Việt Nam là Những Cô Vợ Hành Động. Chị không biết gì về phim này luôn á Thọ. Em cũng không biết luôn, em nhớ là em từng thấy cái poster này một lần, hình như năm ngoái năm kia gì đó, rồi không biết nó có chiếu hay không, mà sau này nó xuất hiện lại. Ừ thôi Thọ cứ giới thiệu cho mọi người biết qua đi. Thì Những Cô Vợ Hành Động là một phim của đạo diễn Nguyễn Thành Vinh với sự tham gia của các thành viên Pháp TV như là Thái Vũ, Huỳnh Phương, Vinh Râu, Phan Hoàng Kim, Phan Minh Huyền, BB Trần vân vân. Bộ phim xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống hôn nhân của ba cặp đôi trẻ tuổi, cụ thể là kế hoạch hành động đặc sắc của các cô vợ khi phát hiện ba anh chồng trốn nhà đi chơi đêm. Liệu rằng khi các quý ông đam mê chơi bời bên ngoài thì những cô vợ phải xử lý ra sao, và kết cục của quá trình đánh ghen này là gì? Nếu mà đã quen với Pháp TV thì làm cho chị cảm nhận thì có thể nào cái phim chiếu rạp này nó có chất lượng tương tự không? Em nghĩ chắc tương tự. Tại vì em nhìn cái poster nó cũng gì lắm. Và nói chung là em thấy là cái người khó xử nhất trong cái tuần này chính là Huỳnh Phương. Đúng không? Tại vì rõ ràng là cái phim này cũng lâu rồi, mà đang là có một cái Nghề Siêu Dễ là một cái phim rất là đàng hoàng, mà bản thân Huỳnh Phương cũng đóng một cái vai rất là đàng hoàng trong đó nữa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Tiếp tục là bộ phim của Hàn Quốc Khởi Nguồn Đại Dịch. Hơn đây là một phim hoạt hình của đạo diễn John Sang-ho, tức là đạo diễn của phim Train to Busan và Peninsula, và gần đây là phim Hellbound ở trên Netflix. Thì phim này nói về một người cha tìm kiếm đứa con trong vô vọng giữa một thành phố Seoul đang sụp đổ vì đại dịch zombie, và một câu chuyện đầy nước mắt xảy ra trong sự kiện có thể coi là tiền truyện của chuyến tàu sinh tử trên Train to Busan, và được kể lại cái đại dịch đã tàn phá Seoul như thế nào, dẫn đến một cái con zombie đã trà trộn được lên chuyến tàu Busan sau đó. Thì thật ra cái bộ phim này nó vốn là một cái phim hoạt hình dài như là 5-6 tập gì đó, nó đã từng trình chiếu trước rồi, trước khi phim Train to Busan được ra mắt luôn. Nhưng em không biết cái bản mà chiếu rạp này là cái bản gì, vì em chưa xem nên em cũng không hẳn biết là có phải là một cái bản tóm tắt từ 6 cái tập kia hay không, hay là một phiên bản remake gì đó. Nhưng mà nếu mà những ai thích phim của John Sang-ho thì em nghĩ là nên xem, bởi vì cái câu chuyện của John Sang-ho nó rất là đặc trưng. Dù là đặt trong cái thể loại là zombie hay là cái gì đó, thì cái tính con người và cái tính xã hội trong phim của John Sang-ho nó rất là rõ. Và cái phiên bản mà 5-6 tập của cái phim này nó vốn cũng rất là tốt và rất là hay. Em thấy kịch bản nó hay hơn Train to Busan khá là nhiều, cho nên là nếu quan tâm thì quý vị có thể xem thử. Vâng, và dĩ nhiên là nếu mà chúng ta thích xem phim hoạt hình nữa, và mặc dù hoạt hình nhưng mà không dành cho các bé nhỏ nhé, phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Tiếp theo là bộ phim kinh dị của Thái Lan, Án Mạng Liên Hoàn Lúc Nửa Đêm. Bộ phim này kể về ba câu chuyện bí ẩn với những sự thật kinh hoàng dần được hé lộ. Vâng, lại là một cái giới thiệu mà nó không thể nào xúc tích hơn. Nhưng mà em nghe thì em thấy nó quen quen, giống phim Chuyện Ma Gần Nhà của mình ha. Vấn đề là mình chưa xem không biết. Có thể cũng ok thì sao? Kinh dị Thái Lan làm cũng ổn mà đúng không? Kinh dị Thái Lan thì vốn là tốt rồi, tùy là cái mức độ nó tới đâu thôi. Và như phim này nó còn lồng thêm là các vụ án mạng nữa. Và phim hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và một bộ phim của Thái Lan nữa là Tăng Tốc Về Phía Em. Phim này thì Kim Thanh thấy 95% là khen rất là nhiều, và có một vài người còn lại thì nói là nó không quá hay như là mọi người khen. Em thì khá là tiếc vì cái hôm đó em bận việc không có đi qua coi kịp. Nhưng mà đạo diễn này thì em rất là thích. Cái anh đạo diễn này, cái tên ảnh dài quá, nhưng mà nếu mà nhắc đến những cái phim mà anh đã làm và đã thành công ở Việt Nam thì mọi người sẽ nhớ như là Bad Genius nè, là một cái phim quá tốt. Hay trước đó anh có một cái phim tên là Countdown cũng rất là hay. Happy On Year tuy nó không thành công bởi vì cái tính đại chúng của nó không có nhiều, nhưng mà đối với em đó vẫn là một phim tốt đấy. Cho nên là khi mà em nhìn thấy ảnh làm cái phim này, và cái tên gốc của nó là Fast and Furious Love,
tức là nó parody cái tựa Fast and Furious. Và theo em biết thì trong phim nó còn parody, nó còn diễu nhại rất là nhiều những cái phim khác, ví dụ như Parasite. Em chưa xem, em chỉ nhìn những cái poster thôi, hay là nó diễu là chính bộ phim của anh đạo diễn này là Happy On Year, cho nên em rất là tò mò, cho nên em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi xem. Ngoài ra, nữ chính của phim này là Urasaya Sabun, cũng là một nữ chính rất là nổi tiếng và là bạn gái ngoài đời của diễn viên Nadek, nam chính trong phim Lừa Đảo Gặp Lừa Đảo. Và cụ thể thì biên kịch Nguyễn Mỹ Trang sẽ chia sẻ chi tiết về bộ phim này. Thời gian gần đây tôi luôn mong chờ một số những bộ phim Thái Lan ra rạp, bởi vì tôi đã rất là ấn tượng với những bộ phim trước đó của Thái Lan kết hợp nhuần nhuyễn ngôn ngữ kể chuyện của người làm quảng cáo, người làm phim thương mại với những suy tư, trăn trở, dễ đồng cảm, đặc biệt đối với trẻ thành thị. Và lần này thì cũng không hề thất vọng khi mà bộ phim Fast and Furious Love gia nhập vào đường đua. Đây là một bộ phim mà nếu mà nói về thể loại thì rất là khó để định nghĩa. Khi mà xem trailer thì có thể thấy đây là bộ phim hành động, nhưng đến khi mà ra rạp xem phim rồi thì thấy pha trộn rất là nhiều thể loại, có hành động, tâm lý, lại có một chút kinh dị, thriller, ly kỳ, hồi hộp, và cũng là một bộ phim về đề tài thể thao thú vị. Câu chuyện của phim kể về một mối tình đang gặp nhiều trở ngại về giao tiếp giữa một anh chàng chỉ giỏi nghề xếp ly và cô gái làm công sở hy sinh rất là nhiều cho tình yêu đầu đời của mình. Cô gái tự nhận mình là có năng lực, cũng được thừa nhận là có năng lực tuyệt vời nhất là giúp đỡ người khác, sự tốt bụng. Thế nhưng đang phải đối diện với khủng hoảng trong tình cảm khi nhận ra những nỗ lực của mình để nuôi dưỡng tài năng cho người bạn trai, theo đuổi sự nghiệp và phá kỷ lục thời gian về xếp ly dường như không được đón nhận đúng cách, và những nhu cầu của cô đang bị lờ đi. Cao, nhân vật nam chính của phim, là chàng trai có biệt tài trong môn xếp ly tốc độ, nhưng ngoài ra thì không biết làm gì và luôn luôn dựa dẫm vào những người phụ nữ trong cuộc đời mình. Khi có bạn gái thì anh cũng biến cô trở thành một người phụ tá giúp anh tất cả mọi việc trong đời, chỉ để mà anh có thể tập trung và giành những kỷ lục. Còn cô bạn gái, càng lúc khi mà quan sát cách cô chăm sóc người yêu của mình thì thấy đây là một cô gái nhạy cảm, tinh tế và có một đức hy sinh rất là cao, giống như tất cả những người phụ nữ ở trong xã hội châu Á. Sự trở lại của ngọc nữ Yaya trong tác phẩm này sau bộ phim của anh trai yêu quái vẫn thuyết phục người xem về nét đẹp cũng như sự tinh tế trong diễn xuất. Trong phim thì cô gái này nói tiếng Anh khá là nhiều nhưng mà xem người không thấy bị dội, và mặc dù trên nền một câu chuyện rất là đơn giản như vậy nhưng mà người xem vẫn có thể cảm nhận nhịp sống, sự biến chuyển trong tâm lý, sự tranh cãi về đức tin, về bổn phận trong đời sống Thái Lan đương đại, đặc biệt là đời sống thành thị. Đạo diễn của phim cũng rất thành công khi có thể đan cả những yếu tố thể loại khác nhau trong phim, đồng thời cũng là một cái màn mà contribute, màn mà thể hiện sự tri ân của anh đối với rất là nhiều tác phẩm điện ảnh đương đại kinh điển. Chúng ta có thể thấy đâu đó hình ảnh và ảnh hưởng của những bộ phim của đế chế Marvel hay là DC Comics, hay là rất rõ những cảnh mà chế lại những cảnh phim trong Ký Sinh Trùng hay là Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm. Rất là nhiều bộ phim đã gây ảnh hưởng tới công chúng đều được đạo diễn lấy những chi tiết đó và thể hiện một cách rất là duyên dáng trong mạch một câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà cách kể thì rất là thú vị, và những trường đoạn mà dàn cảnh, đặc biệt là khi làm việc với các nhân vật trẻ em, hay là trình độ của đạo diễn khi casting và chỉ đạo diễn xuất những gương mặt tuy không có đẹp theo kiểu chuẩn nhưng mà khi mà lên màn hình thì vô cùng ấn tượng. Và đâu đó thì tôi thấy cả cái cách mà chỉ đạo diễn xuất cũng như là tạo tình huống hài rất là châu tinh trì, tức là mình thấy nó rất là thực tế và đôi khi hơi trần trụi về cuộc sống, mình cười đó nhưng sau đó là cũng rưng rưng xúc động. Và đây là bộ phim thực ra thì không phải là bộ phim chủ đích làm hài, nhưng sự hài hước và sự hài hước đen tối có những điều cay đắng với số phận được các diễn viên thấu hiểu và thể hiện qua một lối diễn xuất tự nhiên, dung dị. Câu chuyện hay là các thủ pháp thì không quá là phức tạp, nhưng mà càng lúc khi mà càng xem những bộ phim của Thái Lan thì mới thấy là sự đơn giản
nó đòi hỏi tay nghề rất cao ở đạo diễn. Và một lần nữa, đạo diễn Nawapol Tharongathanit thực sự là thuyết phục được tôi. Và với tất cả những sự duyên dáng, chuyên nghiệp và sâu sắc trong cách kể tưởng như có vẻ gây cười nhưng vô cùng sâu sắc đó, thì tôi chấm bộ phim này ở mức 7.5/10. Và sau cùng đó là bộ phim hoạt hình Thỏ Gà Rà Kho Báu. Trời, cái tên nó đọc nó trúc trắc khó chịu quá Thỏ ơi. Đúng rồi, em cũng không hiểu sao lại đặt một cái tên phim hoạt hình vậy cho trẻ em. Thì đây là một bộ phim này theo chân của phiêu lưu của Chicken Hare, tức là một con gà lai với một con thỏ đó, cho nên mới có tên là Thỏ Gà. Và đây là một vị anh hùng trẻ tuổi, sinh ra nửa thỏ rừng nửa gà, được vua Peter, một nhà thám hiểm thỏ rừng nổi tiếng, nhận nuôi. Và Chicken Hare luôn háo hức với những chuyến phiêu lưu, mong muốn được yêu thương mặc cho những cái khác biệt của mình. Khi phản diện sừng sỏ nhất của vương quốc cũng chính là cậu Chicken Hare trốn khỏi ngục và đe dọa lật đổ cha mình, thì Chicken Hare dấn thân vào một cuộc đua kỳ thú cùng với AB, chú rùa thích chăm chọc, và Mac, nữ chuyên gia võ thuật liều lĩnh nhằm ngăn chặn lại âm mưu của cậu mình. Phim này thì không hạn chế đối tượng khán giả rồi.